đây. Thái được lập lại chúa rồi mà. Hãy tạ ơn Chúa như vì Chúa nhân từ muôn ngàn đời, Chúa vẫn chọn tình thương trợ góp cái cầu hài quá các bạn ơi. Năm nay là văn lời rồi, năm ngoái biểu cưới vợ không cưới, năm nay cưới vợ xong rồi. Không quá trời đông, không quá trời đông. Đất điệt bóc cái gì? Rồi bóc rồi, bóc gì nha? Gì ai gì nè? Đâu lập chúa gì? Tất cả những gì anh em thấy lòng tin xin cơ khi cầu nguyện thì anh em sẽ được. Rồi xin cầu nguyện đi, Chúa sẽ cho. Chúc lâm ông phước lên thái lập lời Chúa. Xin mời nhóm hai tiên tần hào chúc lâm ông phước lên thái lập lời Chúa. Xin mời nhóm ba dấu họ An Hòa, An Sơn, Lâm Bàn lên hái lọc lời Chúa. Xin mời nhóm ba An Hòa, An Sơn và Lâm Bàn lên hái lọc lời Chúa. Hái lọc đầu năm, hái lọc đầu năm của quê mình như các bạn. Xin thông báo dấu họ thì họ hãy là ngay trong cánh cửa nhà thờ. Xin thông báo dấu danh của họ kỳ họ bác hãy lại đóng cửa nhà thờ. Nó đọc xong ai cũng vui vẻ. Xin mời dấu họ đợi tí đi, người ta hái đi rồi tí mình hái. Rồi là tí đi đợi người ta bóc xin mời cho họ cho chưa bóc đúng cái gì á. Ai muốn theo thầy hãy từ bỏ chính mình bắt tập giá theo thầy rồi ba đừng bỏ mình nha. Rồi đi vô bóc đi, đi vô đi đi. Đi vô rút đi. Xin mời các anh em trong nhân giới họ từ đó bác hãy lại để đóng cửa nhà thờ. Xin mời giới họ chạy chùa ông Thủy Sơn Bào. Xin mời giới họ chạy chùa ông Thủy Sơn Bào hãy hái lập lời Chúa. Xin mời gió họ trong đây kỳ thọ năm kỳ thọ bác hay nói lập lời Chúa. Chị em với mẹ chúng ta mỗi người bố tay dọn một chiếc ghế ở ngoài và bên trong nhà thờ bên còn nhà sĩ. Khi anh em đứa trẻ vui lòng chọn những chiếc ghế bên trong nhà thờ và ngoài khu nhà thờ bên bầu trời xin giúp. Xin cảm ơn. Sau cùng là tập thành lễ niệm xin kính mời các anh chị em có tập thành lễ niệm thì chúng ta hãy lại để tập thành lễ niệm. Và xin thông báo ngày mai là ngày mùng hai đấy để kính lễ ông bà ưu tiên giáo họ trong ban phục vụ. Xin thông báo lần nữa, ngày mai mùng hai Tết, giáo họ trong ban quy định phục vụ. Xin mời quý phục vụ giáo họ đóng cửa nhà thờ và